Nam có nguồn gốc từ Bắc Phi, loại cây này đã trở nên phổ biến với người dân Việt Nam bởi những công dụng tuyệt vời của nó đối với sức khỏe và làm đẹp. Nha đam còn giúp bổ sung nước và thanh lọc cơ thể. Còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức cốc nước nha đam đường phèn trong những ngày nóng bức này? Nào, hôm nay hãy cùng Bách Hoa Xanh bắt tay vào làm loại thức uống giải nhiệt này nha. Nguyên liệu để làm thức uống này gồm có 500g nha đam, 100g lá dứa, 200g đường phèn và nửa muỗng cà phê muối. Đầu tiên thì mình sẽ đi sơ chế nha đam nha, mình gọt hai cạnh của nha đam. Sau đó thì mình gọt bỏ phần lớp vỏ bên trên, phần vỏ bên trên là phần cong trên mặt cây nha đam đó. Tiếp theo thì mình sẽ dùng dao cắt dọc miếng nha đam, nhớ là canh đều tay để sợi nha đam được đều nha. Sau đó mình sẽ cắt ngang lại là mình sẽ được những miếng nha đam có hình vuông như thế này nè. Cắt như thế này sẽ giúp nha đam không bị nhớt và trơn trong quá trình sơ chế đấy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi rửa nha đam. Các bạn nên rửa thật nhiều nước để nha đam được sạch nhớt hoàn toàn nha. Phần nhớt này hay bị bám lên rổ lắm nè. Các bạn nhớ là vừa rửa vừa làm sạch rổ để nhớt của nha đam đi hết nha. Mình rửa đến khi nào nha đam hết dính lại với nhau và có màu trong là được. Mình sẽ tiến hành ngâm nha đam với nước muối pha loãng khoảng 5 phút để nha đam bớt đi mùi hăng và đắng. Sau 5 phút thì mình sẽ vớt ra và ngâm với đá lạnh một lần nữa. Việc này sẽ giúp nha đam giòn hơn và đảm bảo cho nha đam đã được khử đi vị đắng. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành nấu nước đường phèn. Ở đây mình đã chuẩn bị khoảng 2 lít nước. Mình đun sôi nước và tiến hành cho lá dứa vào. Lá dứa thì mình sẽ cho nhiều một tẹo để có mùi thơm tự nhiên. Cho đường phèn vào bước này luôn nha. Mình đun sôi khoảng 5 phút nữa, rồi mình sẽ cho phần muối còn lại vào. Muối sẽ giúp cân bằng vị ngọt trong nước đường và giúp nước có vị thanh tự nhiên. Đun thêm 2 phút nữa thì mình sẽ vớt lá dứa ra. Các bạn không nên để lâu vì như thế sẽ khiến nước đường không thơm mà còn bị đắng đấy. Vớt lá dứa ra xong thì mình tắt bếp luôn nha. Mình để cho nước đường phèn bớt sôi đi, sau đó mình mới cho nha đam vào. Việc này sẽ giúp nha đam giữ được độ giòn khi ăn. Thành phẩm của chúng ta đây, trời nóng như thế này mà làm một cốc nha đam đường phèn mát lành thì còn gì tuyệt vời hơn ha. Nha đam kết hợp với đường phèn sẽ giúp làm mát và tăng cường sức khỏe sau một ngày làm việc mệt mỏi đấy. Bách Hoa Xanh chúc các bạn thành công với thức uống bổ dưỡng này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.